So hôm nay mình đi tới Mardi Gras Museum. Cái museum này rất là nổi tiếng. Họ có rất là nhiều những cái bộ trang phục để cho lễ hội Mardi Gras vào tháng 4 hàng năm. Cũng tùy năm, có năm là tháng 3, có năm là tháng 4. Thì đây là lễ hội lớn nhất ở nước Mỹ hàng năm và khắp nơi trên thế giới người ta về đây. Nó cũng giống như là lễ hội Mardi Gras ở Pháp vậy đó. Thì người Pháp họ đi tới đâu là họ mang cái văn hóa của họ tới đó. Đây là lễ hội hóa trang. Những cái nhân vật rất là nổi tiếng. Thì đây là museum. Mình đi tới đây thì mình có thể tham quan và mình hiểu thêm về cái văn hóa và cái lễ hội này. Đặc biệt là những cái bộ trang phục này nó rất là mắc tiền và nó rất là công phu. Đây, rất là công phu. Thì Lady Gaga là một trong những nữ ca sĩ mà đam mê cái ngành hóa trang này, đam mê cái lễ hội Mardi Gras này. Cho nên là thông thường khi mà cô xuất hiện ở trên sân khấu, cô hay hóa trang. Nhìn nó có vẻ là nó hơi quái dị, lập dị, nhưng mà những cái bộ trang phục của Lady Gaga là được lấy ý tưởng từ cái lễ hội Mardi Gras này hết. Nói để cho mọi người hiểu thêm. Rất là đẹp. Thì một lát nữa đây mình sẽ dress up và mình sẽ chụp hình lễ hội luôn. So beautiful.